Thế ông, nhưng mà lúc nãy ông nói đó là khi mà Hoa Kỳ thấy rằng không có nhu cầu để yểm trợ cho một nước Israel mạnh nữa lúc mà lên chế độ sau khi Liên Xô tan rã, họ thay đổi. Nhưng mà với cái tình hình hiện nay, khi mà cái phong trào gọi là khủng bố Hồi giáo cực đoan đó, nó cũng bắt đầu lan tràn và càng ngày nó càng mạnh đó, thì Israel cũng là một cái tiền đồn để mà Mỹ có thể trông cậy chứ không à. Chính quyền Mỹ bây giờ đó nghĩ đến cái là mình đi tìm những cái cường quốc Ả Rập khác, cường quốc Hồi giáo khác, cường quốc Ả Rập thí dụ Saudi Arabia, thí dụ như là Egypt, đặng để tìm cách trừ khử cái lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan vân vân gì mà Barack Obama không dám gọi tên ra đó, đó. Hoặc là dùng cái sứ Turkey chẳng hạn. Thì và lúc đó, đó là nghĩ rằng là nếu mà mình muốn gọi là tranh thủ cái thành phần Hồi giáo đó thì mình phải hơi đứng tách xa ra một cái anh hung hãn nhất là cái anh Israel. Và Israel cũng biết rằng là nước Mỹ ngày xưa thì cần mình, là tại vì mấy cái đám đó rất là từ Iraq, Syria, Egypt các thứ là đều là chư hầu của Liên bang Xô Viết, thành ra cần mình là một, và cần Turkey là hai, và cần Iran là ba, đặng để chặn cái đó. Thế trong bên bây giờ là Liên bang Xô Viết sụp rồi, chỉ có ông Obama bây giờ mới chi hô lên về cái chuyện Liên bang Nga ghê lắm, làm này thế kia. Liên bang Nga không còn đủ sức làm chuyện đó nữa. Cùng lắm thì có mặt ở một phần của Syria chứ còn không có mặt ở khắp cả cái vùng Trung Đông đó nữa. Thì nước Mỹ cũng thấy gì cần gì về cái chuyện đó. Cần gì phải gọi là ủng hộ Israel để đến nỗi gọi là mất lòng các cái nước Ả Rập. Và y hệt như vậy, nước Mỹ cư xử với cái sự hèn nhát của các nước Âu Châu. Cầu hòa với khối Ả Rập đặng để khỏi bị khủng bố trong ruột gan của mình. Mà không nhìn thấy rằng là cái nơi duy nhất có dân chủ và vẫn đi theo cùng một cái nền văn minh Thiên Chúa Giáo chính là Israel. Thế giờ nói rằng tại vì dân Israel nó giữ quá thế này thế kia, thì tôi bảo rằng là cái đó là họ đảo điên. Chúng mình ở đây, chúng mình không phải là dân Do Thái, và chúng mình không có cái lý do gì ủng hộ Do Thái, nhưng mà mình nhìn thấy cái toàn cái cục diện đó như vậy đó, là mình thấy rằng là khi mà các cường quốc đổi trắng thay đen đó và nói chuyện đó thì nó có cái luận điệu kỳ cục. Thưa ông Nghĩa, nhưng mà nó có một cái điều nó khá nghịch lý thế này nè. Cho dù là các chính quyền Tây Phương và Hoa Kỳ đó muốn cầu hòa với những các chính phủ Ả Rập, bởi vì họ quan ngại cái những cái tổ chức khủng bố có thể xâm nhập vào Hoa Kỳ và các nước Âu Châu, nhưng mà chính bản thân những quốc gia Ả Rập đó cũng bị khủng bố đánh, cũng bị khủng bố đánh, kiểm soát được. Theo các họ chính quyền không kiểm soát được thì Hoa Kỳ và Âu Châu hòa giải. Thế thì bây giờ là làm thế nào mà miễn rằng là họ được kiểm soát được một phần nào, đặng để cho đừng có để cho cái phong trào đó nó lan rộng ra, tức là họ và họ kiểm soát cái chuyện đó, đó là cái điều nó đã khó. Cũng y hệt như là cái kế hoạch mà lập ra hai quốc gia Palestine và Israel, hai điều nó đều hoàn toàn bất khả, nhưng mà họ vẫn làm đặng để trước mặt dư luận hay nói là chúng tôi văn minh, chúng tôi cầu hòa nọ kia. Họ đều biết thực tế không thể nào có được. Chính khối Ả Rập không thống nhất với nhau về cái tương lai của những quốc gia Ả Rập theo hướng này hay theo hướng kia, thần quyền hay là thế quyền. Trong nội bộ của Palestine đó là họ cũng còn đang giết nhau nữa, là tại vì họ cũng đưa ra hai cái quan điểm nó đối nghịch, nó khác nghiệt với nhau, và không một nước nào trong cả cái khối Ả Rập đó nói đến cái mối nguy của khủng bố Hồi giáo cực đoan từ Al-Qaeda sang đến chỗ này chỗ kia. Họ không đối phó được với cái chuyện đó, mà bây giờ đó là chỉ có một nước đó là họ bằng là họ phải giải quyết từ cái chuyện khủng bố sang đến cái chuyện một số những quốc gia chung quanh. Bây giờ thì còn cần họ, là tại vì họ là con chó dữ đang để chặn cửa những cái phần tử cực đoan của Palestine. Đến khi mà khối Ả Rập cũng lại dở trắng thay đen, cũng lại thay đổi chiến lược đó, thì làm sao họ sống được? Họ sống ở cái vùng đó họ có mấy chục, gọi là mấy ngải lý ở giữa đó, chung quanh đó là một cả một cái biển người Ả Rập. Mà giờ nếu mà các nước Ả Rập lại thay đổi y hệt như là đã từng thay đổi trong quá khứ đó, thì làm sao họ sống được? Thì họ phải thủ thế. Như vậy tức là cái mong ước mà thành lập hai quốc gia nằm cạnh nhau chắc là... Tôi nghĩ cái đó nó không có. Không thể có được. Cái đó và chiến tranh sẽ tiếp tục. Tại vì căn bản nhất đó là bao giờ chính những người Palestine muốn có quốc gia thật và muốn sống với lại những người khác. Thay vì rằng là quốc gia của tôi có nghĩa rằng là quốc gia Israel đó là phải tiêu vong, phải ra biển. Thì không thể nào mà sống với nhau được. Thưa ông, bây giờ chúng ta chỉ còn 2 phút thôi, nhưng mà cái này chúng sẽ giúp cho... Cái cách để mà làm chuyển ngữ, báo chí Việt ngữ đó,
là political gọi là terminology, tức là thuật ngữ chính trị đó, thì khi mà chúng ta dùng cái chữ thẩm quyền Palestine, tức là chính quyền, đúng rồi, thẩm quyền được không? Thì cái sự khác biệt giữa một chính quyền, một government và một cái authority nó khác nhau. Tức là lúc mà họ đã được gọi là quốc tế lúc đó công nhận cái ông Abbas vừa rồi đó, tức là cái người hậu thân của ông Yasser Arafat đó, đó, thì tức là họ coi cái đó là một cái chính quyền đại diện của rồi, Palestine rồi. Thì họ mới gọi là Palestinian Authority, nhưng mà chưa là quốc gia, là tại vì chưa có được ai công nhận hết, mà chính cái Palestinian Authority đó của ông Abbas đó, đó lại còn bị đằng sau lưng là bị cái lực lượng Hamas nó đâm ở đằng sau lưng. Thế và lúc bây giờ thì Do Thái mới nói rằng là năm 1937 Liên Hiệp Quốc đề nghị cái cách phân vùng này, là chúng tôi có đất này đất kia các thứ, thì cái năm 1967 và 1973 chúng tôi có chiếm West Bank, Tây Ngạn và cái vải Gaza, là nó nằm trong kế hoạch của Liên Hiệp Quốc vạch ra từ 1937. Mà cho phép như vậy, cho phép như vậy, đề nghị như vậy mà phía Palestine gác bỏ. Thì bây giờ chúng tôi làm cái đó, đó là cái chuyện, cái vùng cháy độn cần thiết của tôi, là tại vì nếu mà quý vị không giải quyết được chuyện đó thì lực lượng Hamas từ giải Gaza có thể nằm ở trong những khu chung cư đó, bắn hỏa tiễn vào một cái vùng tam giác sinh tử của Do Thái, hải cảng Haifa, thủ đô Tel Aviv và cái đất thánh Jerusalem. Thì cái đó, đó là Israel chỉ có đi vào chỗ chết, thì họ phải bảo vệ sinh vệ của họ chứ. Thì cái đó, đó, đó họ có cái sự dũng mãnh nhiều khi đó là cứu căng vân vân gì đó, nhưng mà mình ở vào cái hoàn cảnh đó thì mình cũng thấy rằng là mình thông cảm với họ, và mình mới thông cảm cái sự hèn nhát của các nước Tây phương gây ra những cái chuyện đó cho sắc dân Ả Rập và cho Do Thái. Mà bây giờ đó lại đứng nói chuyện của là đạo đức các thứ, là chửi bới chuyện đó, cái đó là cái điều mà chúng ta nên giải ảo vào cái dịp cuối năm. Như vậy có nghĩa là không biết là bao nhiêu năm nữa, hy vọng mới có một cái giải pháp hòa bình tương đối trong khu vực cái lò lửa Trung Đông giữa một bên là Palestine và Do Thái, nhưng mà cho tới phút này thì no way. Hòa bình mờ mịt lắm. Không, mà nói và cái đó tôi nghĩ rằng là cái chuyện Liên Hiệp Quốc cứ đi ra nghị quyết đó, đó hài kịch, bà già chầu cầm súng nước. Đằng sau đó, đó là có hai thằng gian ác là thằng Tàu, thằng Nga lên dây thiều để bà nói chuyện lăng nhăng. Có ba người tử tế hơn đó, đó là Anh, Pháp và Mỹ, thì lâu lâu đó lại còn nhượng bộ một cái thứ hung đồ đó như vậy. Thì tôi bảo rằng là các nước Tây phương không được, hèn quá. Chào tạm biệt quý khán giả và kính chúc quý vị một năm mới 2017 an bình, hạnh phúc, khỏe mạnh. Và chúng ta cũng cầu mong cho các dân tộc trên thế giới, trong đó có Palestine, có Do Thái và đặc biệt là dân tộc chúng ta có được những ngày sống tươi sáng. Cảm ơn ông Đinh Quang Thái và cảm ơn quý khán thính giả. Kỳ tới đầu năm thì chúng ta sẽ nói chuyện bạc tiền cho nó vui hơn một chút. Chứ nói chuyện bế tắc của Palestine đó, nó khổ tâm quá.